Dạ vâng, lần đầu tiên thì Hùng Audio Sài Gòn xin kính chào các bác đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái video clip giới thiệu tới các bác một cái sản phẩm dây loa đến từ Đức mà trong thời gian qua em bán rất nhiều. Đấy. Thì đây là Marze in Germany. Thì dây này, dây loa này là có đường kính loại là 2 x 2,5 ly. Và đường kính bên ngoài là 10, khoảng 10 ly. Đó. Bên trong thì dây hai loại, dây đỏ và dây trắng. Dây đỏ thì là cực nóng, còn là dây trắng là mát nha. Bên ngoài thì có bọc bảo vệ. Đó. Các bác thấy đây. Đó, bên em còn một ít nữa thôi. Thì với dòng dây loa này thì sẽ phù hợp cho các bác nào mà hiện tại dây đang bị cũ, mình có nhu cầu thay đổi dây, dùng trong các dàn karaoke gia đình, giống như các dàn karaoke sân khấu, hội nghị ngoài trời, và cũng giống như các dây loa phục vụ trong cho các quán cà phê, đấy, vân vân. Thì với dây này thì hiện tại hàng rất khó về nên em bán cho các bác một với cái giá là 35.000 trên một mét. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em số điện thoại ở dưới video để em đóng hàng và ship cho. Đấy. Thì bên em có giao hàng toàn quốc nha và bán theo số mét, để bác nào có nhu cầu mua bao nhiêu mét thì chỉ cần liên hệ hoặc nhắn tin Zalo cho em thì em có thể đóng hàng kịp thời gửi cho các bác nha. Đấy. À, đây dây thì mềm mại chắc chắn, tiếp thu tín hiệu âm thanh cực tốt nha các bác. Đấy. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Rồi, xin chào các bác.